Chào bà con, hôm nay dưới ngọn đèn cầy này, chú hai tôi sẽ kể tiếp cho bà con nghe phần 2 của câu chuyện là chuyến đi định mệnh của nhân vật Hà. Một nhân vật là vô thần, không có sợ ma, không có sợ gì hết á. Nhưng cái chuyến đi định mệnh đó đã làm cho cô Hà phải suy nghĩ lại về những chuyện tâm linh. Và bây giờ mời bà con bước vào phần 2 của câu chuyện. Thì hôm trước á, tôi có kể cho bà con nghe là khi cô Hà này ngủ cùng với người yêu đó, thấy một cái ánh mắt nhìn mình chằm chằm, rồi cô đưa tay cô chụp đó thì cô bị dờn một cái này, nó bị hụt đi. Thì cô nhìn kỹ lại thì cái ánh mắt nó vẫn chằm 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 chằm, mà nhìn kỹ lần nữa đó thì thấy một người đàn ông nằm ở giữa người yêu mình và mình, nhìn cô chằm chằm với ánh mắt rất là giận dữ. Cô mới lấy cái mền cô chùm kín lại, mà lúc đó lạnh người dữ lắm, lạnh mà lạnh từ trong xương, giống như là người nằm sát bên người âm. Mà tôi có nói cho bà con nghe, lạnh không phải như là mình mở trong máy lạnh hay đi lên Đà Lạt nó lạnh xe lạnh, không phải, mà nó lạnh từ trong xương nó lạnh ra. Cô chùm cái mền, cô xoay mặt vô vách. Lúc này cô nói là không có 5 phút, 10 phút gì hết, nhắm mắt, nhắm mắt, không suy nghĩ nữa. Nhưng mà trong đầu suy nghĩ nhiều lắm. Cô bắt đầu cô suy nghĩ mà cô không dám gọi cho cái anh bạn trai mình vậy nữa. Cô Hà cô biết là anh rất là sợ ma, mà không, nên không dám gọi nữa. Mà cũng không biết là cái người đàn ông này nè giận mình điều gì, hay là giận mình là mình ngủ chung với người yêu ổng giận hay sao, cô không biết nữa. Cô Hà bắt đầu suy nghĩ nhiều lắm. Cô nghĩ hoài, không biết là cái người đàn ông này có cái ý gì với mình nữa. Thì cô nằm đó, tự nhiên nghe tiếng gà gáy 5 giờ sáng. Cái cổ cảm giác trong người mình nó không còn lạnh nữa, nó ấm lên. Thì cô nghĩ là chắc không còn rồi. Thì cô mới mở cái mền ra, thì xoay ra thì thấy anh người yêu vẫn nằm ngủ ở đó. Rồi lúc đó cô mới ngủ được đó. Đó, ngủ thì tới 8 giờ sáng thức dậy. Thì cái anh người yêu cũng thức dậy. Ông mới nói với cô Hà, sao tự nhiên bữa nay anh ngủ đi, anh thấy mệt mỏi ê ẩm dữ lắm, nó quể quải quá à. Mà tối anh nằm mơ nha, anh nằm mơ là anh thấy là có một cái người nào đó đến ôm em, ôm em, rồi anh sợ quá, anh chạy, anh cố chạy chạy mà làm như là có ai buộc cái chân anh lại, lấy dây buộc hai cái chân lại, anh chạy hoài không được, rồi cố tình anh la thiệt là lớn, mà khi mà anh la không ai nghe anh la hết trơn á. Cô Hà nghe xong câu chuyện đó là cô Hà biết rồi, tính nói cho cái anh người yêu biết. Nhưng mà cô Hà có biết cái người yêu của cô Hà đó rất là sợ ma, nói ra là ông sợ nữa cũng không có ích gì nữa. Thì cái người bạn trai nó thôi để anh đi tắm cho nó khỏe. Thì đi ra nhà vệ sinh để cái cửa sổ vẫn thấy, thì anh cởi trần cái áo ra, thì cô Hà mới thấy ở trên lưng có nhiều cái vết bầm, trên tay cũng có nhiều vết bầm, đổi dưới chân nó có mấy cái lằn bầm mà giống như là có dây buộc anh lại vậy. Thì lúc đó cô Hà cũng hoang mang lắm, không biết xử lý như sao nữa, mà không biết nói làm sao nữa. Đó, thì khoảng thời gian sau đó thì cô Hà với cái người bạn trai đó là chia tay. Mà không biết gì lý do gì chia tay, nhưng mà tình cảm của họ đó thì vẫn giữ nha, vẫn còn, nhưng mà lại chia tay. Rồi sau cái vụ mà gặp người đàn ông mà nhìn chằm chằm đó, khoảng một tháng á, thì Hà mới gặp 3-4 lần nữa. Mà mỗi lần đó ha, mà gặp đó ha, là cái người đàn ông đó mặc mấy bộ đồ khác nhau nha. Thì cũng có lần á là mặc lại bộ đồ cũ. Thì cũng có lần nha, gặp người đàn ông đó mà mặc mấy cái đồ bóng, giống như là mấy cái bộ đồ mà pyjama mà của phụ nữ mà phi bóng đó. Thì Hà bắt đầu là xanh xao đó, biếng ăn, rồi lúc nào cũng quể quải mà mệt mỏi lắm. Thì mọi người mới thấy Hà xanh xao quá, mới nói là đó, bữa nào đi khám bác sĩ coi có bệnh gì hay không để biết mà trị chứ, lúc này là thấy xanh xao ốm dữ lắm. Rồi cái Hà cũng nghe lời, cũng đi khám bác sĩ. Thì khi đi khám bác sĩ thì bác sĩ nó cũng không có bệnh gì hết. Thì mấy người cùng phòng với nhà trọ đó, họ mới thấy họ sợ là bị ai dựa ai nhập gì đó. Rồi cho nên mới nói với Hà nó, thôi bây giờ đi coi bói đi, coi có ai đi theo mình không, có dông nào theo không, để mình biết, mình tìm cách mình giải quyết. Thì khi tới cái chỗ thầy bói mà cái mấy người trong nhà trọ dẫn đi đó, thì bác coi không được. Nó nói là như có ai che mắt, coi không được.
thôi kiếm chỗ khác đi. Thì Hà cũng nghĩ à, chắc cái bà này chắc cũng chưa cao tay ấn lắm, cũng còn yếu nghề, cho nên là coi không được. Thì có một lần đó Hà đi về quê, thì người ta đồn cũng có một cái ông thầy đó coi bói hay lắm, coi mấy cái người nào mà có dâm linh đi theo hay lắm. Hà cũng bắt xe đổ đường đi tìm cho ông đó. Thì khi đi vô gặp cái ông đó xong, ông nhìn, ông coi cũng không được. Ông nói không được, coi không được. Bởi vì như bị che mắt rồi, coi không ra. Cái ông nói thôi bây giờ nè, lên chùa hay là đi đâu đó, kiếm ông thầy nào mà giỏi thiệt giỏi mới coi được, chứ cái đây coi không ra rồi, bị che mắt, coi không được. Rồi cũng đi nhiều chỗ, ai cũng nói vậy, cứ riết vậy thôi. Thấy nhàm chán quá là thôi, thôi thôi kệ đi, không coi nữa, không đi nữa. Đó, thì sau thời gian đó dần dần, cái ít gặp cái hồn ma đó. Tháng nhiều khi gặp một lần, rồi sau đó cái 3-4 tháng nó gặp một lần. Từ từ nó thưa dần, ít gặp hơn nữa. Mà tự nhiên cái cảm giác của Hà lúc đó nha, không gặp cái làm như nhớ nhớ, làm như nó có cái gì lắm, như gặp riết quen, không gặp nhớ hay gì. À, cái sau đó dần dần không thấy nữa. Nhưng mà lạ một cái nha, hễ mà Hà mà có người yêu đó ha, chừng 3 bữa 5 bữa là chia tay. Đó, mà hễ ai mà tới phòng trọ của Hà mà ngủ đó, con trai hay là con gái cũng vậy, bất kể là ban ngày hay ban đêm là bị một cái bóng đen đè xuống. Mà mấy người đó mỗi lần mà ngủ đó, nó là có một cái bóng đen giống như một người đàn ông nào đó đè, mệt lắm. Cho nên là họ không dám ở đó nữa. Đó, rồi từ từ sau này cái Hà không gặp nữa. Rồi cái tự nhiên cái Hà cũng khỏe lên, hết xanh xao, da dẻ hồng hào lại. Đó, tự nhiên nó mất luôn vậy đó. Đó, sau lúc là Hà bắt đầu là trở lại với cuộc sống bình thường lại. Thì như lúc đầu tôi kể đó, là khi cô Hà dọn vô đây thì có một cái chị bị tai nạn chết. Đó, thì cái phòng của cổ á, đồ đạc cũng chưa có ai dọn dẹp hết á. Mà cô Hà lại đó thì không có biết là cái cô đó mất, mà cũng không ai dám nói nữa. Thì cái bà chủ nhà trọ đó, bà mới nói là ủa cái phòng để không vậy, có ai dọn dẹp giùm không? Vô dọn dẹp đi, bà thưởng cho con vịt nướng. Thì đó, nghe bà chủ nói xong đó, cái đầu cô Hà chuẩn bị dọn dẹp, chuẩn bị làm thôi, thì mấy người ở trong phòng trọ mà ở chung đó chạy lại la: trời ơi, để đó đi, đừng có dọn dẹp. Dọn dẹp làm chi? Thôi đừng có dọn dẹp em ơi. Thì Hà mới nói đó, cái này là bà chủ kêu. Bà chủ nói là tôi dọn dẹp đi, rồi bà chủ hứa là cho con vịt nướng ăn với cho mấy cái đồ đạc trong cái phòng trọ này nè. Thì mọi người thấy không cản được Hà rồi, thì cứ để cho làm. Thì Hà mới dọn dẹp. Đó, mà Hà còn suy nghĩ nè, ủa sao ngộ vậy? Sao dọn nhà đi mà không lấy đồ gì hết trơn, để lại yên nguyên vậy hả? Ủa sao, hay là chắc là người ta mua đồ mới hết hay là sao? Bà chủ xuống, mà bà chủ bước xuống mà không dám bước vô phòng luôn. Bà chỉ đứng ở ngoài thôi. Bà nói sao rồi, dọn chưa? Nó dạ con dọn hết rồi. À dì ơi, bây giờ là cái chỗ này nè, người ta đi người ta để lại thì con xài mấy cái này nghe. Đó, cái bà nói trời đất ơi, xài làm gì, mày đem đổ hết đi, đem đốt hết đi, bỏ đi, đừng có xài. Đó, bà chủ bà còn nói gì nữa, tôi nói không đâu gì, trời ơi cái này người ta bỏ lại thì mình xài bỏ uống gì. À, nè đi nè, thì coi cái áo này trời. Còn cái đầu Hà mới lấy cái áo, một cái váy chứ không phải cái áo của cái cô đó đó. Hà để lên mình nó, trời ơi thấy con mặc vừa không? Nè nè, mà cái váy đó hơi rộng, mới đặt lên cái người của bà chủ nhà, đặt vô cái bà chủ nhà vậy. Trời ơi, mày đừng có, sao mà để cái áo vô người tao? À, bà chủ nhà bà sợ, bà mới ngoe ngoải mà nó chút mày lên gặp tao đi, rồi tao đưa tiền mày mua dịch ha. Đi lên thì bà đi thẳng lên trên nhà. Bà cởi đồ, bà đi tắm, bà sợ dính. Thì Hà thôi cũng vậy, mới dọn đồ đó, xếp đồ, những cái đồ nào mà bà chủ bà nói đó, bà cho mình thì bắt đầu xếp đem để vô phòng của mình. Xong mới đi thẳng lên cái trên nhà của bà chủ. Thì bà chủ bà mới nói mấy cái đồ đó làm sao rồi. Nó dạ con đồ mày, con để bên nhà con xài. Nó mày đem đốt cho tao đi, mày đừng có xài. Nó nói trời ơi, cái này đồ này người ta bỏ thì con xài, bỏ chi cho phí, đồ người sống chứ làm như người chết làm sao mà gì sợ vậy. Cái bà chủ bà không nói gì hết trơn. Nè nè, tiền nè, mày đi mua con vịt đi. Thì Hà mới
lấy tiền của bà chủ đi mua con vịt về. Thì mua con vịt về chặt ra cái mời mấy người ở trong nhà trọ ăn, không ai dám ăn hết. Không ai dám ăn luôn, chỉ có một người duy nhất là một cái anh đó. Anh ăn. Thì anh vừa anh ăn xong cái anh mới ngồi anh nói, anh mới kể hết cái câu chuyện sự thật cho Hà nghe. Nói là cái cô này nè, cô bị tai nạn chết. Cô chết lúc 1 giờ sáng thì 8 giờ sáng em dọn vô. Cái phòng mà em dọn bữa nay là cái phòng của cổ đó. Đồ đạc mà em đang đem về phòng của em xài là quần áo của cổ đó. Vừa nghe xong là Hà rung người, sợ. Thì ra là mọi người cản mình, bà chủ không cho mình xài là đúng rồi. Hà mới sợ quá mới chạy về phòng, đem hết mấy cái quần áo đồ đó đốt để trả lại cho chị. Cái mấy ngày sau thì thường thường tối á thì Hà hay thức trễ lắm, đi vệ sinh khoảng 1 giờ vậy đó. Trước cái nhà vệ sinh á nó có một cái vòi nước đó, mà thường Hà thì không có vô nhà vệ sinh để mà rửa mặt hay gì, mà ngồi ở cái vòi nước ngoài nhà vệ sinh đó. Thì đêm đó đó khoảng 1 giờ đó thì Hà đi vệ sinh ở đó, thì tự nhiên cúp điện tối hù. Hà thấy có một con đom đóm, mà thường thường đom đóm người ta nhỏ vậy nè, mà có con đom đóm này nó bự đâu cỡ bằng cái chung vậy nè đó, cái chung đựng nước vậy, nó bự vậy nè, mà nó màu xanh nha, mà nó bay vòng, nó bay ở chỗ cái cửa phòng mà cái chị mà mất đó, nó lượn nó 3-4 vòng, nó bay ra ngoài sân một hồi, nó đứng đó xong rồi nó lao vô chỗ Hà, nó lao như là mình ném đá vậy đó. Hà quá sợ đi, thấy con đom đóm nó từ ngoài sân nó lao vô mình vậy đó. Hà chạy vô từ nhà vệ sinh, chạy vô phòng mình, đóng cửa lại, thì con đom đóm đó nó bị chặn lại cái cánh cửa. Thì Hà ở trong đó nó đóng cửa lại, mà trong lòng sợ lắm, run. Thì con đom đóm đó ở đó một hồi tự nhiên nó bay đi mất. Thì ở đầu Hà mới đóng cửa bắt đầu ngủ. Thì ở bên cạnh phòng của Hà là cái anh mà Hà chặt vịt á cho ăn, rồi cái anh mà kể cho Hà nghe cái chuyện mà cái chị mà bị tai nạn chết á. Thì đêm đó anh mở cửa sổ để cho cái gió nó thổi vô cho mát để dễ ngủ mà. Thì Hà thì bên này thì ngủ chập chờn, ngủ không được. Nửa đêm tự nhiên nghe một cái tiếng la lớn lắm. Trời ơi! Thì ra là cái phòng của cái anh bên đó, anh la lên, anh la hốt hoảng mà anh la, anh sợ lắm. Thì tất cả nhà bên phòng trọ người ta nghe tiếng la mà chạy ồ qua đó. Thì Hà cũng chạy qua thì thấy cái anh đó ha, anh văng nằm ở dưới đất, không có nằm trên giường, mà cái chiếu của anh đó nửa trên giường mà nửa dưới đất, nằm xuống mà anh la nè. Trời ơi, thì mấy người đó chạy vô nó hỏi cái gì vậy. Thì anh nói nó lôi tao, nó kéo vào nó lôi tao đi. Đó thì mấy người đó mới chụp ảnh lại để hoàn hồn ảnh lại, thì mới nói là thấy cái chị đó về lôi ảnh đi. Thì lúc đó ai cũng sợ, thôi hoàn hồn lại. Xong rồi mấy người mới chạy lên đó, nói với bà chủ là đi xin tỏi để mà trừ ma đó. Thường người ta lấy tỏi thì trừ ma, mới chạy lên nhà bà chủ để xin tỏi của bà. Mà ngay lúc đó không có một cái miếng tỏi nào hết, mà nó lạ một cái là bà chủ là người bán hủ tiếu lúc nào cũng phải có tỏi, mà trong đêm đó đó nha, bà không có một miếng tỏi nào hết. Bà đi chạy vòng trong nhà trọ, mà thường trong nhà trọ người ta nấu ăn phải có tỏi, mà đi vòng ở trong nhà trọ đó không có ai có cái tỏi nào hết. Bà con thấy lạ không? Sao cái vụ mà cái anh đó anh la không ai ngủ được hết. Bắt đầu là cả nhà trọ kéo ra ngoài sân ngồi đó, rồi mới kể về cái chuyện chị gái đó đó. Lúc chị sống thì sao, rồi chị làm sao, rồi tới lúc chị mất. Thì kể đâu chừng được nửa tiếng, 30 phút đó. Thì tự nhiên cái con đom đóm khi nãy đó, từ ở trong phòng của chị, bởi vì cái phòng đó giờ đâu có ai mướn nữa đâu, cho nên từ ở trong đó nó bay. Mọi người mới nhìn nhau, rồi sợ rồi biết nói gì giờ. Đó, sau đó thì cái nhà trọ là có 9 phòng, thì hết 6 phòng ta dọn đi rồi, còn lại 3 phòng. Ở trong đó là có cái phòng của Hà đó. Rồi bắt đầu mới ngồi tính lại, thì cái đêm đó là đúng là 49 ngày của cái cô đó mất. Mấy đêm sau đó thì Hà đó
tự nhiên đang ngủ trong nhà cái nghe bên nhà vệ sinh có người xả nước, và lúc đó là 1 giờ, nghe 1 giờ sáng nghe có người xả nước, xả ào vậy đó. Hà mới tức nói thầm, ai mà vô ý thức vậy, đi vô vệ sinh xong thì phải tắt nước chứ, để nước xà 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 vậy người ta nghe. Nhiều khi bà con nghĩ đi, mình ngủ mà mình nghe cái niếc mình nó chịu nhiều nhiều toảng, không có ngủ được, thà là tắt. Hà mới tức mới đi ra mở cửa đi qua nhà vệ sinh, thì đi ra thì thấy cái vòi nước tắt rồi, nhưng mà ở dưới đất nước lên láng vậy đó. Thì Hà nói à chắc mình vừa đi ra chắc ai ra tắt đi vô vậy nè đó. Thì Hà vô phòng lại đóng cửa nằm ngủ, thì mấy ngày sau vẫn là như vậy, hễ cứ 1 giờ là nghe xả nước. Hà mới tức, Hà nói đêm nay nhất định phải bắt cho được thủ phạm mà vô xả nước vậy nè. Thì Hà đứng gần đó, Hà tắt đèn, thì vừa mở đèn lên Hà chạy vô liền, thì nghe tiếng xả nước chạy vô liền, thì thấy cái vòi nước vẫn xả nước. Mà lúc khi nãy trước khi mà Hà tắt đèn đó là cái vòi nước đã khóa rồi, mà khi tắt đèn thì tự nhiên cái vòi nước mở ra, thì mở đèn chạy vô thì không thấy ai hết, thì thấy cái vòi nước, mà cái vòi nước rất là chặt. Hà mới từ từ lại khóa nước lại, đi vô phòng. Lúc đó mới rợ người, mới biết là rồi, là chị ấy đã về. Mà thường thường lúc chị còn sống là 1-2 giờ, 1-2 giờ sáng chị mới về cái giờ đó. Chị về giờ đó chị mở nước để chị vệ sinh giặt giũ. Từ đó về sau Hà mới nói thôi, ai muốn xả nước gì xả, muốn làm gì thì làm, đóng cửa lại không dám đi ra rình bắt nữa. Mà nói về cái phòng trọ này á, thì nó có 9 cái phòng mà nó có 1 cái nhà vệ sinh à. Đi ra vệ sinh mà có người trong phòng vệ sinh nó phải chờ. Có nhiều người mắc tè mà chờ lâu quá chịu không nổi, mới chạy ra phía ngoài sân đó. Nó có một cái chỗ mà cái gò đất đó người ta xây mấy cái gạch cao cao lên, cái tè vô đó. Hà học được năm 3 rồi, thì có một lần đi về thì thấy người ta đào cái chỗ mà cái chỗ mà gò đất mà người ta trồng bông đó, mà hay tè vô đó đó. Mình cứ nghĩ là tè vô đó là bón phân cho cây đúng không? Nhưng mà khi người ta đào lên đó là một cái ngôi mộ. Hà mới thấy, nhìn thấy, trời đất ơi, thì ra bấy lâu nay mình tội lỗi quá. Đó. Rồi khoảng thời gian sau bắt đầu người ta cũng đào, người ta tìm mộ. Tới tìm mộ thì lúc đó là tới cái nhà trọ của Hà ở đó, thì họ ta đào sát cái vách phòng trọ của Hà. Họ đào, họ nói là ở đó có cái mộ, ngày xưa trước đây có cái mộ. Thì họ đào hoài thì không thấy. Mà đào sâu vô cũng không thấy nữa, bắt đầu họ tìm. Thì lần vô tới phòng luôn, cái chỗ cái giường mà của Hà ngủ đó, ta đào dưới đó thì ra có cái mộ đó. Hà mới chân hửng là hồi nào giờ là mình nằm trên cái nhà của người ta, mình đè trên cái nhà người ta. Bởi vì á, cái này là do bà chủ bà chiếm đất, bà lấn đất qua cái chỗ mà tha ma cũ của người ta đó, cái chỗ nghĩa địa cũ của người ta, bà lấn đất lên. Thì khi mà hỏi ra đó, thì cái mộ đó là của một người đàn ông. Mà khi chỉ cái người đàn ông đó là ba của một cái cậu con trai, thì chỉ cái người con trai đó đó, thì cái mặt y như là cái người đàn ông mà đã nhìn, đã nằm ở trên giường mà nhìn thấy Hà như vậy. Trời ơi, nhìn y chang như người đàn ông. Đó, khi đó đó, bạn Hà mới giải đáp được mọi thắc mắc trong tâm của mình. Thưa bà con, câu chuyện chuyến đi định mệnh phần 2 tới đây là kết thúc. Và xin cảm ơn bạn Hoàng Phú đã gửi cái câu chuyện này đến với chương trình để cho chú Hai hôm nay được kể cho bà con nghe dưới ngọn đèn cầy. Bà con nhớ nha, nhớ có những câu chuyện nào mà hấp dẫn ly kỳ cứ gửi về cho chú Hai, comment ở bên dưới. Chú Hai sẽ lấy những câu chuyện của bà con gửi về kể lại cho bà con nghe một cách hấp dẫn kỳ bí nhất. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con. Chúc bà con luôn vui khỏe, vì có sức khỏe là có tất cả. Hẹn gặp lại bà con nha.